Chào mừng quý vị đã đến với chương trình bình luận quốc tế trên kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Thưa quý vị, việc giám sát vũ khí hạt nhân của nhau giữa Moscow và Washington đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, tiếp đó là bởi cuộc chiến tranh Ukraine, và giờ đây đến lượt hiệp ước START mới, thỏa thuận cuối cùng về vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ đang thở hắt ra, và cùng với nó là cấu trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu. Để hiểu hơn về vấn đề nêu trên, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe bài bình luận với tựa đề Nga ngừng tham gia hiệp ước hạt nhân, sự kết thúc của cấu trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu, qua góc nhìn của tác giả nhà báo Lập Nguyễn. Trong thông điệp liên bang được đọc trước Quốc hội Nga ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ tuyên bố đình chỉ việc tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START với Mỹ. Mặc dù cho biết nước Nga sẽ tiếp tục tuân thủ hạn chế trong hiệp ước này, Tổng thống Putin nói, hôm nay tôi buộc phải thông báo rằng Nga tạm ngừng tham gia hiệp ước New START. Tôi nhắc lại, Nga không rút khỏi hiệp ước mà chỉ đơn thuần là ngừng tham gia. Thông báo của nhà nước lãnh đạo Nga đã ngay lập tức làm dấy lên lo lắng trong giới chức phương Tây khi đồng loạt quan chức lên tiếng cảnh báo về sự cáo chung của cấu trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu. Hiệp ước New START được ký kết bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev vào năm 2010. Theo đó, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như số lượng tên lửa, máy bay, ném bom và tàu ngầm được triển khai để vận chuyển số đầu đạn nói trên. Bên cạnh đó, mỗi bên hàng năm có thể tiến hành các cuộc thanh sát tại các địa điểm vũ khí hạt nhân chiến lược của nhau để đảm bảo bên kia không vi phạm giới hạn hiệp ước. Việc triển khai được đề cập trong hiệp ước có nghĩa là ở trong trạng thái sẵn sàng sử dụng được ngay, thay vì cất giữ trong kho. Hiệp ước New START chính thức có hiệu lực từ năm 2011 và đến năm 2021. Hiệp ước này được gia hạn thêm 5 năm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Theo các chuyên gia, Nga hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Nga và Mỹ cùng nhau nắm giữ khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới, đủ để hủy diệt hành tinh này nhiều lần. New START là hiệp ước kiểm soát hạt nhân duy nhất còn lại giữa Mỹ và Nga. Theo đó, hai bên dựa vào để giám sát đối phương nhằm đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận. Công việc thanh sát đã bị dừng lại từ tháng 3 2020 do đại dịch COVID-19 và hai nước sau đó tiến hành đàm phán để nối lại nỗ lực này. Tuy nhiên, vào tháng 8 2022, Nga thông báo là Kremlin đình chỉ hoạt động này lấy lý do là Washington đã tìm cách tiến hành các cuộc thanh sát không báo trước với Moscow và cố tạo ra lợi thế đơn phương đối với Nga. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa ấn định thời điểm cho việc tiến hành các cuộc đàm phán mới. Trên thực tế, cho đến nay, Mỹ và Nga đều tuân thủ những giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân được quy định trong hiệp ước. New START là thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý duy nhất hiện nay về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Và mặc dù Bộ Ngoại giao Nga cho biết Kremlin sẽ tiếp tục tuân thủ hạn chế của New START, việc Nga tạm dừng tham gia hiệp ước này đồng nghĩa với việc Mỹ giờ đây không thể giám sát lực lượng hạt nhân của Nga nữa. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin lên tiếng cảnh báo ngay về nguy cơ chiến tranh ở Ukraine lan rộng. Ông Putin nói phương Tây đang sử dụng Ukraine làm công cụ tấn công chống lại Nga và làm nơi huấn luyện. Có một điều cần phải nói rõ ràng với tất cả mọi người, tầm bắn của các hệ thống vũ khí mà phương Tây gửi tới Ukraine càng xa, thì chúng ta càng buộc phải đẩy mối đe dọa đó ra xa hơn khỏi biên giới của chúng ta. Đó là điều hiển nhiên. Đáng chú ý, ngay sau khi bài phát biểu về tình hình liên bang nói trên, Tổng thống Putin cho biết Kremlin sẽ tăng cường sức mạnh cho bộ ba răng đe hạt nhân thông qua việc bổ sung nhiều loại tên lửa mới cho lục quân và hải quân. Trong bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Nga 23 tháng 2, 2023, sau đó ông Putin nói lục quân và hải quân hiệu quả là biện pháp đảm bảo chủ quyền và an ninh của đất nước, cũng như sự phát triển ổn định và tương lai của quốc gia. Chúng ta sẽ tập trung đặc biệt vào việc củng cố năng lực quốc phòng. Ông Putin thông báo các tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-28 SAMAT sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay trong năm nay. Tên lửa siêu vượt AMCAZAS cũng được sản xuất hàng loạt, trong khi các tập đoàn vũ khí Nga sẽ bàn giao lượng lớn tên lửa siêu vượt AMCHICRON cho hải quân. Ông Putin cho biết Nga sẽ đưa vào biên chế tàu ngầm Ambestor Alexandr để tam thuộc lớp Boris A, tỷ lệ vũ khí hiện tại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân lên tới 100%. Hải quân Nga cũng dự kiến tiếp nhận thêm 3 tàu ngầm cùng loại trong những năm tới. Ngoài ra, nhiều khí tài tiên tiến như thiết bị trinh sát, thông tin liên lạc, máy bay không người lái UAV và hệ thống pháo binh cũng sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2023.
ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang nhanh chóng tăng tốc xuất xưởng vũ khí thông thường, cũng như làm chủ công nghệ chế tạo khí tài, hứa hẹn với lục quân hải quân và không quân vũ trụ, ông Putin cho biết. Thưa quý vị, phát biểu trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga và Công ty Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom sẵn sàng thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân nếu cần thiết. Mặc dù ông khẳng định Moscow sẽ chỉ hành động như vậy trong trường hợp Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân trước. Ông Putin đã từng nói, các quan hệ giữa hai nước đã bị hủy hoại và đây hoàn toàn là lỗi của phía Mỹ. Nếu phía Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, chúng ta cũng sẽ làm vậy. Đừng có ai có ảo tưởng rằng sự cân bằng chiến lược toàn cầu là thứ có thể loại bỏ. Tuyên bố này của ông Putin đã gióng lên hồi chuông báo động trong các quan chức phương Tây khi nhiều người lên tiếng cảnh báo về sự kết thúc của cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Vậy hiệp ước New START về thực chất là gì? Xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp chương trình. New START là thỏa thuận mới nhất trong một loạt những thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, hay thực thể tiền thân nó là Liên Xô nhằm mục tiêu cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước. Hai siêu cường đã lao vào xây dựng các kho vũ khí hạt nhân của mình vào những thập niên đầu của cuộc chiến tranh lạnh, trong một cuộc đua hết sức nguy hiểm, mà nó làm gia tăng tâm trạng sợ hãi về một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt lẫn nhau. Vào cuối những năm 1960, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow nhằm giới hạn những vũ khí chiến lược của nhau. Các cuộc đàm phán giới hạn vũ khí chiến lược SALT chính thức được bắt đầu diễn ra tại Phần Lan vào năm 1969 dưới thời vị Tổng thống kế tục Johnson là Tổng thống Richard M. Nixon. Năm 1972, Tổng thống Nixon và Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev đã ký một hiệp ước về các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo nhằm vào việc bắn hạ những tên lửa đang được phóng đến và một hiệp định tạm thời đặt ra những giới hạn đó với việc xây dựng những silo hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Theo những hiệp định tiếp theo sau đó, bao gồm các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-1 và hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược SALT, và cả hai nước đã cắt giảm mạnh mẽ quy mô các kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, hiệp ước được đề xuất chưa bao giờ được tuân thủ hoàn toàn. Năm 2002, chính quyền của Tổng thống George Bush đã đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo với lý do là hiệp ước này ngăn cản khả năng của Mỹ tự bảo vệ mình trước những phần tử khủng bố và những quốc gia không lương thiện. Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010 giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev. Kể từ đầu năm 2011, Mỹ và Nga có 7 năm để cắt giảm các kho vũ khí tiến công chiến lược của nhau. Nói rộng ra, việc cắt giảm liên quan đến những đầu đạn hạt nhân được triển khai trên những tên lửa, máy bay và tàu ngầm có tầm hoạt động rất rộng. Đặc biệt, giới hạn số lượng tên lửa mà mỗi nước được triển khai là 700 đơn vị, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng được trang bị để mang vũ khí hạt nhân. 1.550 đầu đạn hạt nhân được gắn trên những phương tiện này và 800 bệ phóng đã được triển khai và chưa triển khai. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những giới hạn trên còn được ấn định cho cả vũ khí hạt nhân tầm xa của Nga có khả năng bắn tới Mỹ. Hiệp ước New START đã đặt ra những giới hạn đối với những vũ khí tấn công chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đã triển khai, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM đã triển khai và máy bay ném bom hạng nặng được trang bị vũ khí hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân được gắn trên những phương tiện nói trên, trong đó mỗi máy bay ném bom hạng nặng được tính là một đầu đạn hạt nhân. Dàn phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và máy bay ném bom hạng nặng đã và chưa được triển khai. Theo những điều khoản quy định, các đội thanh sát của Mỹ và Nga mỗi năm có thể thực hiện tới 18 lượt thanh tra được thông báo trước trong thời gian ngắn đối với các địa điểm triển khai vũ khí hạt nhân của nhau, nhằm xác nhận là đối phương tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận. Câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ và Nga có thực sự tuân thủ thỏa thuận này không? Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai nước đã đáp ứng những giới hạn được quy định trong hiệp ước vào tháng 2 2018 và rõ ràng đã duy trì ở mức thấp hơn kể từ đó. Tuy nhiên, tương lai của các cuộc thỏa thuận này dường như có nguy cơ sụp đổ tại một số thời điểm kể từ khi được ký kết. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump gọi hiệp ước này có rất nhiều khiếm khuyết do nó không bao hàm những vũ khí hạt nhân tầm ngắn chiến thuật. Các cuộc đàm phán nhằm mở rộng hiệp ước đã đình trệ dưới thời Trump, và chính quyền của Trump đã rút khỏi một hiệp ước riêng rẽ khác với Nga, theo đó cấm các tên lửa tầm trung.
Chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận với Moscow vào đầu 2021. Theo đó, hai bên sẽ kéo dài hiệu lực Hiệp ước New START cho đến tháng 2 2026. Do điều này rõ ràng nằm trong lợi ích an ninh của đất nước chúng ta và trên thực tế nằm trong lợi ích an ninh của nước Nga, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tuy nhiên, các cuộc thanh sát định kỳ theo quy định của Hiệp ước đã không được thực hiện trong 3 năm qua. Ban đầu do đại dịch COVID-19 và tiếp sau đó là do quan hệ hai nước xấu đi sau khi chiến lược Ukraine nổ ra. Tháng 11-2022, phía Nga đã đơn phương trì hoãn cuộc gặp kỹ thuật với các quan chức Mỹ bàn về Hiệp ước và dẫn những lý do chính trị. Trong báo cáo trước Quốc hội Mỹ tháng 1-2023, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ không thể xác minh là Liên bang Nga có tuân thủ Hiệp ước này hay không kể từ khi Nga từ chối cho phép Mỹ thực hiện các cuộc thanh sát trên lãnh thổ của Nga. Báo cáo nêu trên do lo ngại về việc tuân thủ của Nga liên quan đến giới hạn đầu đạn mà những dữ liệu mới nhất cho thấy nước Nga đã gần như đạt ngưỡng. Vậy thông báo ngừng tham gia Hiệp ước của Tổng thống Putin có nghĩa như thế nào? Theo ông Putin, điều này có nghĩa là Nga rút hoàn toàn khỏi Hiệp ước. Tuy nhiên, ông nói Moscow sẽ không cho phép các nước NATO thanh sát kho vũ khí hạt nhân của mình nữa. Đồng thời, tố cáo liên minh quân sự này đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào căn cứ không quân của Nga, nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược, một phần trong lực lượng hạt nhân của nước này. Theo một chuyên gia quân sự Mỹ, hành động này của Nga hoàn toàn mang tính biểu tượng do trước đó Nga cũng đã không cho phép tiến hành bất kỳ cuộc thanh sát nào. Hành động của Nga dường như nhằm gây sức ép buộc chính quyền Biden và các đồng minh phải tiếp cận với Moscow nhằm tìm cách kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Theo đó, Nga có thể đưa ra điều kiện để điều này có thể diễn ra. Ông này cho rằng việc thổi phồng tác động của thông báo ngừng tham gia Hiệp ước của Putin cũng có những rủi ro của nó. Đặc biệt, nếu Mỹ có những nhượng bộ mà điều này có thể đánh đi tín hiệu tới các nước khác rằng vũ khí hạt nhân là một hình thức đòn bẩy ngoại giao có hiệu quả. Tuy nhiên, Nga hiện cũng có khả năng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang do nước này đang bị kẹt vào cuộc xung đột ở Ukraine. Và điều mà Nga không cần đến nhất vào lúc này là sa đà vào một cuộc cạnh tranh tăng cường vũ khí hạt nhân tốn kém với Mỹ. Tuy nhiên, thông báo của ông Putin cũng đã ngay lập tức gây hốt hoảng trong số các quan chức phương Tây về việc các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân bị hủy hoại vào thời điểm khi căng thẳng giữa Mỹ và Nga đạt tới đỉnh điểm trong thời gian gần đây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo toàn bộ cấu trúc kiểm soát vũ khí đã bị xóa sổ và nói thêm, tôi mạnh mẽ khuyến nghị Nga xem xét lại quyết định của mình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay lập tức cũng lên tiếng rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán một hiệp ước mới mà nó rõ ràng nằm trong lợi ích an ninh của Mỹ. Và ông nói thêm, cũng như nằm trong lợi ích an ninh của Nga. Ông Blinken nói thêm, nước Mỹ sẽ không thay đổi việc tuân thủ hiệp ước này cho dù phía Nga có quyết định như thế nào đi chăng nữa. Sau khi Nga tuyên bố dừng tham gia Hiệp ước New START, một cuộc chạy đua hạt nhân rất có khả năng sẽ xuất hiện với sự tham gia của nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Theo các chuyên gia hạt nhân, Hiệp ước New START không có điều khoản nào cho phép một bên tham gia đình chỉ việc tham gia như tuyên bố của Tổng thống Putin, mà nó chỉ có quy định hoặc tuân thủ rút khỏi Hiệp ước. Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ chỉ nối lại các cuộc thảo luận với Mỹ một khi kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh cũng được tính đến trong hiệp ước. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng điều kiện mà Nga đưa ra sẽ rất khó có thể chấp nhận, bởi vì điều này sẽ dẫn đến việc phải sửa đổi lại hoàn toàn nội dung Hiệp ước New START. William Amberquare, giám đốc chiến lược công nghệ và kiểm soát vũ khí thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng Hiệp ước New START đưa ra những giới hạn về số lượng đầu đạn trên mỗi tên lửa mà một trong hai bên có thể triển khai. Do vậy, sự sụp đổ của hiệp ước có thể ngay lập tức dẫn đến việc số lượng đầu đạn sẽ ngay lập tức được nhân lên nhiều lần. Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện có trong tay tổng cộng 5.977 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ là 5.428 đầu đạn. Theo Abercrombie, cả hai bên có thể ngay lập tức tăng số đầu đạn chiến lược từ 1.550 đầu đạn lên thành 4.000 và điều này có thể diễn ra chỉ qua một đêm. James Cameron, chuyên gia thuộc dự án hạt nhân ESRO của Đại học Oslo, cho rằng nếu New START bị hủy bỏ, điều này sẽ đánh dấu việc quay trở lại kiểu mô hình phóng đoán về khả năng và ý định của đối phương là một mô hình đã tồn tại dưới thời chiến tranh lạnh. Cameron nói một sự bất ổn lớn trong mối quan hệ khi mà cả hai bên hành động theo những giả định tồi tệ nhất mà họ đưa ra về nhau, cộng thêm việc phải có những hệ thống và kế hoạch phức tạp hơn để triển khai kế hoạch đối phó của mình, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến tình trạng bất ổn hơn nữa cũng như gia tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.
Abakra và Cameron đều cho rằng rất có khả năng Nga sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thời gian tới. Theo Abakra, Mỹ và Liên Xô cũ cũng từng sử dụng các vụ thử hạt nhân trong thời chiến tranh lạnh để đánh đi tín hiệu là họ đang nổi giận. Cameron cho rằng bất kỳ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào của Nga cũng sẽ được hiểu là động thái báo đi tín hiệu căng thẳng sẽ leo thang ở Ukraine và là tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các quan chức Kremlin đã nhiều lần nhắc nhở phương Tây về việc Moscow sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể mở rộng chiếc ô hạt nhân tới từng khu vực mà Nga đã giành quyền kiểm soát ở Ukraine. Trong trường hợp New Star sụp đổ hoặc hai bên không thể gia hạn trước khi hiệp ước hết hạn vào tháng 2 2026, điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của hiệp ước kiểm soát vũ khí kéo dài hơn nửa thế kỷ của Nga và Mỹ. Điều này đồng thời cũng còn gửi đi tín hiệu đến các nước đang hoặc sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Tình hình sẽ có thể nguy hiểm hơn nhiều so với chiến tranh lạnh khi có thêm nhiều nước hơn tham gia vào cuộc đua vũ khí. Điều này sẽ thật là khủng khiếp đối với an ninh toàn cầu, Ambergra nhận định. Thưa quý vị, Nga rút khỏi hiệp ước New START vào một thời điểm không thể nhạy cảm hơn, khi Trung Quốc không hề che giấu việc nước này quyết tâm xây dựng một kho vũ khí tầm cỡ ngang bằng với của Washington và Moscow. Khi các chuyên gia quốc tế phát hiện ra những bằng chứng mới cho thấy Iran đang đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong việc sản xuất nhiên liệu gần đạt phẩm cấp cho bom hạt nhân. Còn Bắc Triều Tiên trong những tuần gần đây liên tục thử các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của mình. Tất cả những dấu hiệu dường như đều cho thấy thế giới hiện đang trên bờ vực một kỷ nguyên mới nổ ra chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Khi Tổng thống Putin thông báo Nga ngừng tham gia hiệp ước New START thì đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy kỷ nguyên kiểm soát vũ khí chính thức kéo dài nhiều thập kỷ có thể đang đi đến hồi kết thúc. Chỉ sau vài giờ phát biểu của Putin, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố nước này không có ý định triển khai thêm vũ khí hạt nhân chiến lược, loại vũ khí có tầm hoạt động liên lục địa, vượt ra ngoài giới hạn được quy định trong hiệp ước. Ít ra điều này dường như cũng giúp loại trừ khả năng phát động trở lại cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cơ hội để Nga và Mỹ có thể tìm cách ngồi xuống chỉ để đàm phán một hiệp ước thay thế, chưa nói đến gì việc thống nhất được với nhau, đang nhanh chóng tan biến khi hai nước này hiện đang ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine trên một quy mô chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Tóm lại, hành động của Kremlin giống như việc nước này đã quyết định đoạn tuyệt với kiểm soát vũ khí sau những năm trì hoãn thanh sát do đại dịch Covid-19 cũng như do tình trạng đối đầu leo thang với Mỹ và NATO. Nếu đúng như vậy, vị Tổng thống Mỹ người sẽ ngồi trong phòng bầu dục vào thời điểm hiệp ước này hết hạn trong khoảng 1.000 ngày nữa, có thể sẽ phải đối mặt với một thế giới mà thoạt nhìn sẽ giống y hệt với thế giới cách đây nửa thế kỷ, khi cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra hết sức tốc lực, còn các quốc gia có thể triển khai bao nhiêu vũ khí hạt nhân cũng được. Điều này nhắc nhở cho thấy những hạn chế hiếm hoi còn lại đối với vũ khí hạt nhân trên thế giới là thật sự mong manh như thế nào. 14 năm sau khi Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu mang dấu ấn của ông Akragus đã kêu gọi tất cả các quốc gia hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, trong khi ông Obama thừa nhận ông không thể chứng kiến điều đó trong cuộc đời của mình, thì dường như trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, các cường quốc hạt nhân quan trọng có vẻ đã đi theo con đường hướng tới chỗ thu hẹp kho vũ khí của họ, cũng như giảm bớt việc dựa vào vũ khí hạt nhân cho việc phòng thủ và răn đe như thế nào. Tuy nhiên, cái ngày đó dường như đã qua rồi, ít nhất là trong tương lai có thể thấy trước. John Westchild, cố vấn cấp cao của Compass Zero, một phong trào theo đuổi việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và là chuyên gia tại Trung tâm vì một nền an ninh mới của Mỹ. Ông nói, với việc Nga phá vỡ hiệp ước, Trung Quốc tăng cường xây dựng quân đội, Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa và Iran tiến gần hơn với việc sản xuất được uranium, đạt phẩm chất chế tạo vũ khí, hiện là thời điểm hết sức tồi tệ cho thấy việc duy trì ổn định và kiểm soát hạt nhân. Warshaw, người đã từng làm việc cho Joe Biden khi ông này làm phó tổng thống và tiếp đó làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia và kiểm soát vũ khí dưới thời Obama. Ông nói ông cảm thấy hết sức lo ngại là tuyên bố ngừng tham gia hiệp ước hạt nhân của ông Putin, mặc dù là một tuyên bố mang tính chính trị hơn là quân sự, có khả năng làm đổ thêm dầu và gia tăng những lời kêu gọi của Mỹ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này, vừa để cạnh tranh với Nga, vừa đồng thời cho Trung Quốc thấy họ không thể theo kịp chúng ta. Thậm chí trước khi ông Putin đưa ra tuyên bố, việc thực hiện hiệp ước New START cũng đã gặp nhiều rắc rối. Bộ Ngoại giao Mỹ trong tháng 1 2023 đã đưa ra thông báo
tố cáo Nga không tuân thủ hiệp ước này. Và đến ngày 21 tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo Nga đã nói rõ là Mỹ giờ đây có thể quên đi việc thanh sát các địa điểm hạt nhân của Nga, một thành phần chủ chốt của nỗ lực minh định việc tuân thủ hiệp ước. Trong một bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin lập luận rằng ông buộc phải đi đến quyết định này là do hành động của Mỹ. Ông Putin nói họ, tức là Mỹ, muốn chúng ta phải chịu một thất bại chiến lược khi ông chọn ra một câu nói mà các quan chức Mỹ đều sử dụng để mô tả hậu quả mà các quan chức này mong muốn nước Nga sẽ phải gánh chịu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin cũng lưu ý việc quân đội Ukraine đã sử dụng các phương tiện bay không người lái để tấn công các căn cứ không quân chiến lược của Nga bên trong lãnh thổ Nga, nơi lực lượng không quân Nga triển khai những máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Các cuộc tấn công mà ông Putin đề cập trên đã thực tế diễn ra, mặc dù chúng chỉ gây ra những thiệt hại hạn chế, theo những tin tức có được cho đến nay. Ông Putin nói vào lúc này ông không muốn cho phép các thanh sát viên Mỹ tới giám sát các cơ sở hạt nhân của Nga, do phía Mỹ có thể chuyển giao các thông tin tình báo thu thập cho phía Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công khác. Putin nói, đây là một màn kịch phi lý. Chúng ta biết rằng phương Tây trực tiếp dính líu vào những ý đồ của chế độ Kiev nhằm tấn công các căn cứ này. Trên thực tế, không có gì trong số này thay đổi thực tế tồn tại từ trước cuộc chiến Ukraine. Việc thanh tra hạt nhân đã bị ngừng lại trong đại dịch Covid-19 khi các thanh sát viên của mỗi bên đều không thể vào Nga hay Mỹ. Tuy nhiên, trong năm 2022, khi những hạn chế đi lại được hủy bỏ, Nga lại đưa ra nhiều lý do khác để không thực hiện việc thanh sát. Và tố cáo với Mỹ cũng không đáp ứng được những đòi hỏi thanh sát của nước này, như không cấp giấy phép và không cho các thanh sát viên Nga vào Mỹ chẳng hạn. Mỹ hiện vẫn có khả năng đáng kể để giám sát kho vũ khí của Nga, chủ yếu bằng vệ tinh trong việc theo dõi những hoạt động di chuyển vũ khí hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại lớn hơn khác. Việc gia nhập hiệp ước, việc gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm nữa mà hai ông Putin và Biden thỏa thuận vào tháng đầu tiên nhiệm kỳ của Biden là phần duy nhất được phép cho hiệp ước được thương lượng dưới thời ông Obama. Điều này có nghĩa là một hiệp ước hoàn toàn mới sẽ phải thương lượng lại toàn bộ. Và trong khi các quan chức Mỹ nhấn mạnh là họ muốn đàm phán về một thỏa thuận mới, thì ngày càng khó có thể hình dung điều này có thể sẽ diễn ra trong 3 năm tới, trước khi hiệp ước hiện nay hết hiệu lực. Lý do của điều này là rất nhiều. Thứ nhất, hầu như hiện không có bất kỳ sự liên lạc nào giữa hai nước. Còn nhớ, sát cuộc thảo luận ổn định chiến lược mà Biden và Putin thỏa thuận vào tháng 6 2021 tại cuộc gặp gỡ trực tiếp duy nhất giữa hai ông với tư cách là tổng thống, đã mở ra các cuộc đối thoại đầy hứa hẹn. Một cách ngắn gọn, hai bên khi đó đã đồng ý thảo luận về việc kiểm soát vũ khí truyền thống và làm gì với những vũ khí mới xuất hiện, bao gồm một loạt những vũ khí hạt nhân mới mà Nga đang phát triển. Về phần mình, người Nga muốn có những giới hạn đối với những vũ khí mà Mỹ gọi là nâng cấp của nước này. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này đã không bao giờ diễn ra. Chúng đã bị đình chỉ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Thứ hai, sự tin cậy giữa hai nước là cái hầu như không tồn tại. Cả hai ông Biden và Putin đã trực tiếp lên tiếng trong một năm qua. Biden đã từng gọi nhà lãnh đạo Nga là một tội phạm chiến tranh. Còn ông Putin gọi Tổng thống Mỹ là kẻ gây hấn ở Ukraine. Trong lúc nói chuyện riêng tư, các quan chức Mỹ đôi lúc thừa nhận rằng trong trường hợp họ thương lượng được một hiệp ước với Nga, thì hầu như họ cũng không thể hình dung là Thượng viện Mỹ có sẽ phê chuẩn nó theo những điều kiện như vậy không. Thứ ba, hiệp ước với nội dung như hiện nay là không bao trùm những vũ khí hạt nhân mà thế giới lo ngại nhất trong các cuộc xung đột như ở Ukraine chẳng hạn. Đó là những vũ khí hạt nhân chiến trường hay vũ khí hạt nhân chiến thuật mà các quan chức Điện Kremlin thỉnh thoảng vẫn đe dọa sử dụng chúng để chống lại các lực lượng Ukraine. Nga hiện có khoảng 2.000 vũ khí loại này, trong khi Mỹ chỉ có vài trăm. Cuối cùng, thêm một hiệp ước nữa chỉ có tác dụng giữa Moscow và Washington là không có ý nghĩa gì đối với nhiều chuyên gia hạt nhân. Lầu Năm Góc chỉ ước tính Trung Quốc, quốc gia đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí của mình, có thể triển khai 1.500 vũ khí hạt nhân trong thập kỷ tới, đuổi kịp các kho vũ khí của Mỹ và Nga. Do vậy, một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới mà nó bỏ qua một trong ba cường quốc quan trọng nhất sẽ hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Cho đến nay, Trung Quốc tỏ ra không hề quan tâm đến việc tham gia đàm phán hạt nhân nếu như các cuộc đàm phán đó diễn ra. Câu hỏi lớn nhất hiện nay, thế giới đang ở đâu trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân? Báo cáo thường niên mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình SIBRI có trụ sở tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, cho rằng những dấu hiệu rõ ràng vào đầu năm 2022,
ngay trước diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là nỗ lực giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu kể từ khi hậu chiến tranh lạnh đã đi đến hồi kết. Báo cáo nhận định tất cả quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều đang gia tăng hoặc nâng cấp kho vũ khí của họ. Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại. Và không chỉ đáng lo ngại đối với những quốc gia nói trên, mà đối với toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Đến đây, bài bình luận với tựa đề Nga ngừng tham gia Hiệp ước Hạt nhân, sự kết thúc của cấu trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu, phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.